Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khải em ơi. Và lần này thì Khải sẽ tiếp tục anh event cho anh anh này nha anh em, anh chính nha anh em. Hiện tại bây giờ Khải đã đổi xu rồi, nguyên liệu đầy đủ rồi. Hiện tại đã chuẩn bị một ít số vấn đề nè, tí nữa Khải sẽ chuyển thành thiếu lâm đao lên em ơi. Lúc nãy thì hóng cái đao, trời ơi, từ đao hóng đao, từ đao hóng ra đao, từ đao hóng ra đao, trời ơi, mất 5 lần không binh trả được gì nè. Thôi, quyết định chơi thiếu lâm đao em ơi. Qua công thành chiến tính tiếp nha anh em. Qua công thành chiến tính tiếp nha anh em. Quyết định chơi thiếu lâm đao sói vài hôm đã. Rồi, đúng event. Biết được gì đây? Lần này thì không biết ra được gì nè em ơi. Cố gắng một lần bài boss. À, mới vô một lần bài boss đặc biệt ngon rồi nha. Thôi anh. Cái này chuẩn bị anh không được khai đổi thiếu lâm đao nha nè. Khai đổi thiếu lâm nha nè. Khai đổi thiếu lâm hôn binh vài hôm đi nè em ơi. Rồi, cái okay, tiếp tục. Tinh hồng. Kinh đi. Mày kinh. Đây là lần anh thứ 4 rồi em ơi. Biết là anh này đang được gì không đây. Anh xong khai cho chuyện thiếu lâm cho nè. Thiếu lộ. Thiếu lộ Phúc Duyên. Phong Ấn Độ. Đại lực. Thiết là hám. Trời ơi, gần 400 cái rồi. Chưa có gì nha. Sư đề, tiền thổ lộ. Tiền cái nến nè, kiếm một cái nến kỹ năng nữa full rồi nè mày. Thành 4 mạc rồi nè, bạc này thứ 4 mà không ra đủ bộ nến thôi chịu luôn rồi nè. Cái này thứ tư nè, tính ra rất là hiếm ra nến nha, mà đơn giản như nè. Cái này khải ngày thứ tư rồi ấy. Thế mà để bay bí kiếp. Nụ Thiên Vương Đào Vút Xanh. Cố gắng anh ấy vẫn lấy lên bài bót bèm tiếp nha nè. Thiên Sơn 500 cái rồi, chưa có gì. Mà nến đây, nến đây, nến kỹ năng này, thiếu một cái nến kỹ năng này em ơi. Hiện tại 3 chưa kia anh thì được 2 nến tiềm năng và 1 kỹ năng nè. Lại thiếu 1 kỹ năng nữa là full rồi em ơi. Đúc ảnh này luôn. Nến kỹ năng đây nè em. Xin cái nến kỹ năng nào. Tinh hồng. Tỷ lệ ra đồ rất là khó nha. Biết là ảnh này lời hay lỗ ra. Mấy kia cũng có ảnh lời, cũng có ảnh lỗ nè. Trời ơi, gần số, gần 700 cái lời, gần 700 cái rồi. Dương Châu. Gần 700 cái rồi anh em. Ra đi. Bàn nhiều. Bút xanh. Nhìn thấu lộ. Phong độ. Trời ơi, nhiều phong độ ấy. Nhìn thấu lộ. Nến kỹ năng nào. Đủ sân. Một lần bài thường. Má, lần bài thường là đây. Một đặc biệt lúc đầu ấy. Nến đi nam. Kim cái nến là đủ bộ nào. Kim nến là đủ bộ nào. Nến lưỡng bộ nè, tìm thổ lộ. Bạn này Khải quyết định chuyển thiếu lâm nè. Thiếu lâm xong quy công thành chiến, Khải sẽ chuyển đường môn nha nè. Xong công thành chiến, Khải sẽ chuyển lại đường môn nha. Cầm sói thiếu lâm cho nó trâu nè. Cho đánh đường môn không thể nào sói được luôn nè. Ra là chết xong là sói nữa. Trời ơi, tìm thổ lộ. Nến đi nám, đồ. Cái nến kia đang chui vậy. Bạn này thứ tư nữa nè. Áo thiệt sự. Trong ngày 3 nến đâu. Rồi thì không lộ nữa. Vãi thiệt. Bao nhiêu nến kia đang bán nhiêu vậy. Đậu xanh. Anh không ra nè. Nhiều 22 cái. Ra cái nến đi. Rồi xong. Không ra luôn. Không ra nến luôn. Đậu xanh. Ok, tính tiền thử lời lỗ nha nè. Cái này lỗ sắp mặt này. 4 kim rưỡi của tôi lỗ sắp mặt này. Rồi lời lỗ nha. Đặc biệt 500 xu.
ba cái thường 200 xu nữa là 600 xu nữa là 1 tinh hồng 200 xu nữa là 3 viên này 200 xu nữa là 1.5 trời con 1.5 thôi ảo vậy không có gì nữa luôn em con 1.5 thôi 1.5 với tiền thật lộ cho khoảng 200 xu đi 3 đây viên tinh hồng nữa 3 đâu rồi tính lại rồi 500 này rồi 1.5 rồi đúng không 1.5 rồi 200 này là 1.7 1.7 với tiền thua lộ là 200 nữa là 1.9 rồi hết rồi 1.9 năm đồ thu ngắn 1.9 ta cái này lỗ hai kim rồi cái này không có gì luôn rồi không có một nến luôn rồi mất đôi tập luôn trời ơi mà không đồ quá đi mà không đồ quá trời bằng nhiều chi này đó ok bốn kim máy mình thu được cái cây chín nè có cây chín chỗ bạch này lỗ hạt chín này lỗ sắc mặt chín lỗ sắc mặt con cái gì đây lệnh bài boss sơ sơ đủ anh bốn con được một lệnh bài đây trời ơi ok mở luôn như này không bình thật rồi được con người cho xe này ok rồi nói chung là anh Evan hạt này lỗ nè mày viên thêm viên thị tinh nữa đã vì rồi ra thêm được 400 xu nữa là được 2k3 chung hạt này lỗ 2 kim nè này lỗ 2 kim up cấp thôi này lỗ 2 kim rồi nút 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 rồi đợi chuyển phái thiếu lâm luôn như này hãy cho chuyển thiếu lâm và khải sẽ liền cho mắt 2 skin luôn à, anh này lỗ anh không có gì à cũng lệnh bài boss nữa chứ lệnh bài boss này chứ được khoảng 700 xu nữa nè thu được 3 kim à, tính ra lỗ một kim máy nha nè lỗ một kim hơn thôi lỗ một kim hơn thôi lỗ một kim hơn thôi nè em ơi đội thiếu lâm quyết định đội thiếu lâm trời nó bán cái nấm một kim hai luôn anh này cái nấm nó còn chua vài đấy chuyện thiếu lâm đây nè thiếu lâm đau hai chuyện thiếu lâm quyền pháp khai sẽ luyện đau như này đau khá là nhanh mắt anh khai sẽ luyện đau như hôm trước nữa luyện tiếng hơn là mắt rồi cho hướng đau thôi. À, ok, đây cái kiếp đao này mua 500 xu rồi. Cái ok. Rồi, anh em xem video này đừng quên cho Khải một like chia sẻ cho anh em ơi. Khải đi lấy đồ cho anh em xem nha, sẽ đồ Khải cho anh em xem nha. Sẽ đồ Khải là như cũ luôn em, khá là mắc pin luôn. Gần vậy, Khải lấy sẽ đồ. Rồi, cho anh em xem sẽ đồ luôn. Các bạn đã sẽ đồ khá là đẹp nha. Sẽ đồ như cũ nha anh em. Sẽ đồ đẹp trai nha anh em. Đây là giao dịch hết sẽ đồ qua. Sẽ đồ này sẽ đồ cùng lông trước nữa nè. Đó, cái đao này Khải sẽ đánh thiếu lâm đao như nè thiếu lâm đao và tống kim thì cầm đao này nè và tống kim cầm đao này nè đó đồ này hóng máy lòng không lên em sẽ tẻ tua ok mặc đồ đồ thì vẫn như cũ luôn nè không khác gì đao tóc nữa đi liền kêu tới liền kêu ngựa ok nón Khải sẽ mang nón làm chậm đó rồi ok
Anh em xem video đừng quên cho Khải một like chia sẻ cho anh em ơi. Tăng điểm, chuẩn bị đi luyện đao nha anh em. Đặt ma là mát rồi, giờ đi luyện đao. Luyện đao khoảng 1 tiếng, tiếng rưỡi mát thôi nè. Mắt đam, phải trên mắt đam. Rồi còn hai mấy điểm nữa. Phải trên mắt đam. Không được, trời ơi mắt là háng đi. Tôi đã tính sâu rồi nè, đường nào phải lãnh đảo lại nữa nè. Đao pháp nè. Rồi, ok. Đi lần đao thôi em ơi. Rồi, đi luyện đao nha anh em, luyện tí mát anh em ơi. Ok anh em xem video này đừng quên ủng hộ cho Khải một like chia sẻ cho anh em ơi. Chúc anh em xem video vui vẻ nha.